Thưa quý vị và các bạn, thương hiệu là tài sản vô giá đối với mỗi doanh nghiệp. Khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, vấn đề xây dựng và bảo vệ thương hiệu được coi là sống còn quyết định sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp. Đến nay, chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã thu hút được sự tham gia rộng rãi và thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình đã giúp các doanh nghiệp có được những kiến thức cần thiết trong quá trình xây dựng, tạo lập thương hiệu, hỗ trợ cho các doanh nghiệp có điều kiện pháp lý để đăng ký và bảo vệ thương hiệu của mình. Nhờ đó, nhiều hàng hóa, sản phẩm dịch vụ của Việt Nam đã tạo được vị thế trên thị trường trong và ngoài nước, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Năm nay, năm 2014, là lần thứ tư chúng ta tổ chức xét chọn các doanh nghiệp tham gia chương trình thương hiệu quốc gia. Trên thực tế thì rất nhiều các doanh nghiệp tham gia chương trình thương hiệu quốc gia những năm trước thì cũng đã phát triển vững chắc và khẳng định cái uy tín của mình. Cả trong các lĩnh vực sản xuất hàng hóa, các lĩnh vực dịch vụ phân phối, lĩnh vực viễn thông, lĩnh vực ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác. Các doanh nghiệp có thương hiệu đạt thương hiệu quốc gia thì cũng đã tận dụng rất là tốt trong những năm qua để mà phát triển được sản xuất kinh doanh của mình một cách có hiệu quả. Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam Value lần thứ tư đã chính thức công bố danh sách 63 thương hiệu đại diện cho Việt Nam trên thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2014 tập trung ở các lĩnh vực như cơ khí, máy móc, thiết bị, dệt may, da giày, điện điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, đồ gỗ, gốm sứ, thủ công mỹ nghệ, kim hoàn, đá quý, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, vận tải du lịch, vật tư nông nghiệp và xây dựng v.v. Được lựa chọn từ hơn 2.000 bộ hồ sơ tham dự. Trong lĩnh vực dược phẩm, Trafaco đã có những bước tiến vượt bậc để trở thành doanh nghiệp đông dược hàng đầu tại Việt Nam, thương hiệu dược phẩm nổi tiếng nhất với tốc độ tăng trưởng trên 20%, doanh thu của người lao động tăng từ 5 đến 10% một năm. Với chiến lược phát triển ấy, doanh nghiệp đã tạo ra những sản phẩm chất lượng, hiệu quả, đóng góp lớn vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của người dân. Năm 2014, Trafaco là doanh nghiệp dược đầu tiên tại miền Bắc có vùng trồng được Cục Quản lý Y dược cổ truyền Bộ Y tế công nhận đạt tiêu chuẩn GACP, WHO. Đồng thời là doanh nghiệp ngôi sao thuốc Việt có số lượng sản phẩm được Bộ Y tế công nhận danh hiệu ngôi sao thuốc Việt lớn nhất. Tham gia chương trình thương hiệu quốc gia, chúng tôi ý thức sâu sắc rằng đó vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, làm sao giữ cho được cái giải thưởng cao quý đó. Đó cũng chính là giữ được cái giá trị thương hiệu của chúng tôi. Chúng tôi đã tập trung phát triển mạnh những thế mạnh trong chuỗi giá trị từ nguyên liệu đầu vào trong quá trình quản trị doanh nghiệp và phục vụ khách hàng. Từ một công ty chuyên cung cấp sản phẩm cửa UPVC, đến nay, Aerowindow đã mang đến thị trường các sản phẩm đa dạng về cửa chất lượng cao như cửa UVPC, cửa nhôm và hệ thống vách nhôm kính lớn, cửa gỗ, cửa nhôm gỗ, các sản phẩm kính. Những giá trị mà sản phẩm đem lại là cuộc sống tiện nghi cho người tiêu dùng nhờ tính năng chống ồn, chống khói bụi và giúp cho người tiêu dùng tiết kiệm được đáng kể chi phí điện năng, nhằm ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho hàng hóa trong thời kỳ hội nhập của doanh nghiệp. Năm nay, doanh nghiệp tiếp tục được nhận biểu trưng giá trị Việt Nam do Hội đồng Thương hiệu Quốc gia trao tặng. Chúng tôi cũng rất là vinh dự vì là có những cái công trình mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế đã được Aerowindow lắp đặt sản phẩm, ví dụ như là công trình tòa nhà quốc hội, văn phòng quốc hội, sân bay quốc tế, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, cảng hàng không Buôn Ma Thuột, rồi là rất nhiều các cái công trình mang tầm cỡ quốc gia khác thì chúng tôi tổng hòa lên để tạo lên cái niềm tin của khách hàng và cái xây dựng được cái thương hiệu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phấn đấu tiếp tục cái điều đó trong thời gian tới. Không chỉ là một thương hiệu mạnh trên thị trường nội địa, với mạng lưới bán lẻ rộng khắp cả nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, Viracella xác định xuất khẩu là hoạt động kinh doanh hiệu quả, mở rộng xuất khẩu, hỗ trợ sản xuất trong nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy sản xuất. Các sản phẩm chủ lực do Viracella xuất khẩu là các sản phẩm vật liệu xây dựng như kính xây dựng, gạch ốp lát, ceramic và granite tới nhiều thị trường, Đài Loan, Indonesia, Nga, Pháp, Italia, Hàn Quốc, v.v. Với những đóng góp của mình, Viracella vinh dự là một trong 63 thương hiệu mạnh được trao giải thương hiệu quốc gia năm 2014. Cái chương trình thương hiệu quốc gia thì chúng tôi có thêm các cơ hội để quảng bá và khẳng định với người tiêu dùng trong và ngoài nước về cái sản phẩm, chất lượng cũng như dịch vụ của Viracella là một trong những cái tên tuổi, một trong những sản phẩm mà có cái uy tín, có cái sự tự tin, tự trọng, rất là vững chắc trong lòng người tiêu dùng trong và ngoài nước. Chương trình Thương hiệu Quốc gia được tổ chức 2 năm một lần và là chương trình duy nhất do Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Hiện ngành công thương tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hàng giả, sở hữu công nghiệp, v.v. để góp phần bảo vệ thương hiệu cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, nhằm đẩy mạnh xây dựng thương hiệu trong thời kỳ hội nhập.